Mình tên là Hoàng Hiếu Đức, giám chỉnh trong khoa Hùng Cường từ trong đợt dịch Covid đến bây giờ cũng được hơn 2 năm rồi. Trước khi giám chỉnh thì tình trạng răng của em gọi là khá là xấu và cũng đi rất nhiều nơi và nhiều chỗ họ cũng nói là xấu. Và khi được giới thiệu đến nha khoa Hùng Cường thì bên nha khoa đã tiếp nhận ca này và đến bây giờ thì răng mình đã gần trở nên gọi là giống bình thường hơn rồi. Lúc đầu thì nó cũng khá khó chịu nhưng mà về sau thì nó cũng dần quen rồi. Làm quen được nó nhanh thì chắc là lúc đấy là tùy mỗi người thôi. Tình trạng hiện tại là khá tốt bởi vì em giờ đã thể ăn uống bình thường hơn rồi so với trước kia rồi. Nói chung thì với bác sĩ Giang thì chị khá nhiệt tình, tư vấn rất kỹ lưỡng, các lộ trình rõ ràng. Và về phần của nha khoa thì cơ sở vật chất và các điều kiện vật chất là khá đầy đủ để có thể hỗ trợ mình, giúp mình tạo bộ răng gọi là ưng ý nhất. Dạ, cứ cố gắng thôi. Nếu mà đấy là lúc đầu thì nó có thể khá đau đớn nhưng mà sau thì kết quả nó sẽ là xứng đáng thôi.